Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ lại đến với shop app, đó là thử may.vn. Mình sẽ thử vận may Free Fire 15k nha anh em. Ngoài ra thì shop app thử may.vn còn có cả thử vận may Free Fire 70k nha các bạn. Đấy, với lại thì cái shop thử may.vn bán rất là nhiều những cái loại app Free Fire nha. Anh em có thể là tha hồ thoải mái lựa chọn nha mọi người. Và đây, Kẹo sẽ thử thêm một cái app nữa, thử vận may 15k nha mọi người. Ok, ngày hôm nay là thử vận may Free Fire 15k 2 ác này. Với lại thì Kẹo sẽ vào cái mục thử vận may Free Fire 70k và thử 2 ác tiếp nha các bạn ơi. Và đây anh em chỉ cần là kéo xuống phía dưới một xíu này sẽ có thử vận may Free Fire 70k nha mọi người. Thử vận may Free Fire 70k thì các bạn sẽ có được những cái ác nó ngon hơn rất là nhiều so với thử vận may Free Fire 15k nha anh em. Và đây anh em ơi, mua thêm một cái ác nữa nhỉ anh em. Cơ bản là thử vận may Free Fire 100k đang giảm giá nên là anh em chỉ là thử may Free Fire với 70k thôi nha các bạn ơi. Rất là ưu đãi phải không mọi người? Ok, bây giờ thì vẫn không quên một điều, Kẹo sẽ lại mua thêm một cái ác trắng thông tin cho mọi người nha. Hôm nay là một ngày thứ hai đầu tuần, vì thế đơn giản là Kẹo sẽ tặng ác cho anh em để anh em có những cái ác ngon để chơi nha mọi người. Hiện tại thì shop này bán rất là đa dạng những cái loại ác. Ác rẻ có, ác đắt tiền có, và mình sẽ lựa một cái ác tầm trung để mua tặng cho các bạn nha. Ok, lượn lờ lên phía trên con nào anh em ơi, xem là chúng ta sẽ có những cái ác gì nhỉ. À, Kẹo thề đây, có ngay một cái ác 300k trông cũng được này mọi người. Ok, click vào luôn chứ ngại gì mà không click hả anh em. À, hiện tại ác này đang là rank bạch kim và có khá là nhiều những cái món đồ nha mọi người. Mua ngay và không cần chần chừ thêm nữa này. Trời ơi, các bạn là mạng ngày hôm nay thì hơi bị yếu hả anh em. Đâm ra là mua ác nó lại hơi bị chậm một xíu này. Ok. Và đây anh em ơi, hiện tại thì anh em có thể thấy được rằng là đây là những cái ác mà Kẹo đã mua trong ngày hôm nay nha mọi người. Đấy. Bên trên sẽ là hai cái thử vận may Free Fire 15k này, bên dưới sẽ là thử vận may Free Fire 70k nha. Như thông thường thì mình sẽ lựa một cái ác Free Fire 70k nhá. Hello anh em, và như vậy thì wow, bất ngờ ghê cơ anh em ơi. Đậu xanh. Úi dồi ôi, làm quả mua ác 70k lại trúng ác 20.000 kim cương rồi anh em ơi. Phải nói là Kẹo vô cùng là may mắn nha mọi người. Ok, thì mình sẽ set up cấu hình. Các bạn là máy mình mỗi lần vào game thì anh em sẽ phải chỉnh lại đồ họa mà. Đấy, ok. Ui, đau tim thật anh em ạ. Mua ác 70k trúng ngay quả ác 20.000 kim cương này. À, và anh em có thể thấy rằng là đây nó là một cái ác trắng thông tin nha mọi người. Và nó chỉ có đó là 20.000 kim cương thôi nha anh em ơi. Đó, mình thấy là mua những cái ác như này nó khá là hay này anh em này. Đấy, tức là anh em chỉ cần là bỏ tiền ra thì anh em sẽ có được luôn 20.000 kim cương cho anh em lựa chọn tha hồ thoải mái mà mua đồ nha. Tất cả những cái ác mà Kẹo mua trong ngày hôm nay sẽ dành tặng cho anh em cả nhé. Và đây, Kẹo đang thấy là có cái thảm họa M1014, nó là skin súng mới của shotgun nha anh em. Nên là chúng ta sẽ khô máu rất nhỉ anh em. Các bạn là lộc trời cho mà các bạn ơi, có 20.000 kim cương cơ mà. Wow, tiếp tục khô máu này anh em ơi, chứ ngại gì. Phải gọi là quẩy liên tục luôn nha anh em ơi. Riêng Kẹo thì Kẹo thích mở cái vòng quay 10x này. Đấy. Ơ kìa, vừa nói xong có lừa được M1014 thảm họa này. Trời ơi, ngon ghê ta anh em ơi. Skin súng mới ra mà Kẹo đã được sở hữu rồi cả. Ok các bạn ơi, như vậy là mình đã tốn tận 3.000 kim cương thì mới có thể là có được cái khẩu súng thảm họa M1014 nha anh em. Nó là skin súng mới của shotgun M1014 nhé. Công nhận là ngon. Đậu xanh đã ghê vậy anh em ơi. Quá là tuyệt vời luôn. Chỉ với 3.000 kim cương mà thôi. Và đây anh em ơi, vòng quay tiếp theo mà Kẹo muốn phá đảo đó là vòng quay kim cương nha anh em. Nào để xem là cơ hội trúng mộc lan của chúng ta sẽ là bao nhiêu phần trăm. Ok nhé. Quẩy thân anh em ơi. Đó, tiếp tục mở thế nào. Wow, trúng luôn được cái hộp ma thuật này. Quá là tuyệt vời. Đó, riêng Kẹo thì Kẹo cứ mở mấy ít mà thôi nào. Khô máu nào anh em ơi. Tiếp tục khô máu nào. Ngại gì không mở. Wow, và đã trúng được cái gói mộc lan này. Trời ơi, đậu xanh nhiều kim cương quay sướng tay hẳn các bạn ơi. Đùa. Và đây là những cái vé quay miễn phí, Kẹo sẽ quay nốt mấy cái vé quay miễn phí luôn nha anh em. Ok, như vậy là để con nào anh em ơi. Với 7.000 kim cương thì mình đã trúng được cái bộ trang phục mộc lan rồi nha anh em. Nó lại ngon nghẻ quá nhỉ anh em. Ok mọi người, và đây Kẹo sẽ ghé qua shop một xíu nhỉ anh em. Ok ok, các bạn là mình sẽ xem là có được cái bộ trang phục mới này anh em ơi.
gói Ba Tư Huyền Bí này, trời ơi, sở hữu được cái bộ trang phục Ba Tư Huyền Bí của nam lẫn nữ luôn cả. Nó lại đẹp quá nhỉ các bạn ơi. Và đây, Kẹo sẽ mua luôn nhé anh em. Trời ơi, thơm chân này anh em ơi. Gói trang phục Ba Tư này anh em ơi. Đậu xanh đẹp vãi trưởng luôn. Nói thật với anh em là nó đẹp vãi trưởng luôn các bạn ơi. Ok anh em, sau khi mà mua xong cái gói này thì Kẹo đang còn đó là 9.701 kim cương nữa các bạn. Bây giờ thì Kẹo sẽ tìm cách để phá kim cương nào nhé. Hello các bạn ơi, và bây giờ chúng ta sẽ lại tiếp tục khô máu với vòng quay vô cực nha anh em. Với 100% cơ hội chúng này các bạn ơi. Ok, anh có nhận mã số nữa hả? Giống kiểu là mở két sắt hả các bạn ơi. Và đây, không biết là mình nên vẽ cái hình gì nhỉ anh em. Thôi kệ, có lẽ là Kẹo sẽ vẽ đại một cái hình đi. Ok anh em, đây. Đậu xanh nào, xác nhận nào các bạn ơi, và đã mở khóa phần thưởng. Wow, để coi nào nhé. Xem là chúng ta sẽ trúng được cái bộ trang phục của thẻ vô cực nguồn nào nhé. À, mở ra. Wow, và có được cái bộ trang phục gói đường phố nha anh em. Phải gọi là một cái bộ trang phục vô cùng là đẹp. Hình như là nó là mùa thứ 2 của thẻ vô cực anh em ơi. Đó, gói đường phố là bộ trang phục của thẻ vô cực mùa thứ 2 nha các bạn. Và đây anh em, vì đây nó là một cái ác trắng thông tin nên là nó còn chưa có cả trợ thủ nữa. Vì vậy nên là mình sẽ mua trợ thủ đó là Bá Bóng Đêm nha anh em. Đậu xanh ngon chưa anh em? Nó lại ngon quá nhỉ anh em, và đã sở hữu được cái trợ thủ Bá Bóng Đêm nha anh em. Ngon. Tên nhân vật hả? Khỏi cần đổi luôn nha các bạn ơi. Để nó là Bá Bóng Đêm đi. Ok. Và đây mình đang có đó là 10 thức ăn này mọi người. Cho báo ăn luôn nha anh em. Đậu xanh mở khóa được cả 3 hành động luôn nha anh em. Và hiện tại thì báo của mình đang ở level 4 nhé. À, cấp 6 thì mới mở khóa được cái skin báo độ trưởng cơ anh em ơi. Nên là ok. Bây giờ thì Kẹo sẽ mua thêm thức ăn này anh em ơi. Mua mắc luôn 10 thức ăn luôn anh em ơi. Và cố cày cho cái con Báo Bóng Đêm này nó lên được level 6 này, mở khóa luôn cái skin báo đội trưởng nha anh em. Đó. Nhiều kim cương để làm gì? Nhiều kim cương để unlock luôn anh em ạ. Chứ ngại gì đâu. Tôi sẽ unlock skin trợ thủ của Bóng Đêm nha anh em. Đây, đang ở cấp 5 rồi. Chắc là ăn thêm một lần nữa thôi thì nó sẽ lên được cấp 6 nha các bạn ơi. Ok, ăn nào. Wow, vẫn chưa được, mới chỉ là 2.500 kinh nghiệm trên 3.000 mà thôi các bạn ơi. Đó, ngon chưa anh em? Đã mở khóa ngoại hình trợ thủ này, báo đội trưởng này. Đấy, báo đội trưởng trông nó mạnh mẽ hơn hẳn rồi các bạn ơi. Đậu xanh trông đẹp vãi trưởng rồi anh em ạ. Đúng là đội trưởng có khác này. Và hiện tại thì Báo Bóng Đêm này đã được tăng thêm 30 ô đồ nha anh em. Nói chung là ngon nghe anh em ạ. Đậu xanh công nhận là ngon. Và đây mọi người ơi, Kẹo sẽ bật một vài hành động để cho con báo nó thực hiện anh em ơi. Úi dồi ôi, cào cấu này, ok ok. Và đây anh em ơi, chúng ta sẽ lại tiếp tục quẩy trong cái máy chế tạo chiến binh nha mọi người. Vì là đơn giản là Kẹo đang còn là 6.000 kim cương nữa cơ mà. Ok. Một lần miễn phí và Kẹo đã nhận được giày nhé. Đây, mình cứ quay 6 lần một thôi chứ ngại gì anh em. Ok, quay nữa nào. Uầy, tức là nếu mà anh em cần chế tạo chiến binh nhé, anh em sẽ cần phải tích đủ mảnh ở trong này nha anh em. Thì anh em mới có thể là đổi được những cái món đồ nhá. Ok, Kẹo đổi được giày rồi thì phải anh em ạ. Từ từ, mình sẽ quay thêm cái đá anh em ơi. Ok, đây, nhận cái bộ tóc nha anh em. Và phía dưới chúng ta sẽ nhận luôn giày nhỉ. Như vậy là mình đang còn thiếu đó là cái áo giáp với lại cái quần nữa anh em ơi. Ok, tiếp tục dùng kim cương để mở luôn anh em ơi. Chứ ngại gì mà không mở. À, mình đang có là 3 mảnh quần rồi đấy anh em. Ok, nhận luôn quần nhé các bạn ơi. Và bây giờ thì mình sẽ phải quay thêm để nhận nốt được cái áo giáp nha anh em. Uầy, công nhận là quay cái này nó khá là hao kim cương anh em ạ. Một lần quay anh em sẽ mất đó là 175 kim cương nha các bạn. Riêng Kẹo là Kẹo thấy hơi bị hao rồi nha mọi người. Đậu xanh tới hiện tại thì Kẹo mới chỉ có được 2 mảnh áo mà thôi. Wow, tôi muốn có thêm mảnh áo cơ mà, kiếm áo khó khăn vậy. Úi dồi ôi, toàn ra mảnh quần thôi các bạn ơi. Ok, thế là mình đã có được 3 mảnh áo nhé. Và tiếp tục mở thêm anh em ơi. Ui, làm quả hiện tại thì Kẹo đã có tận 8 mảnh quần rồi. Và à đây, đã trúng được áo cho các bạn ơi, đổi luôn này. Ngoài ra thì bây giờ anh em là có thể là đổi được thêm skin súng nha anh em. Đó, Kẹo vừa nhận được skin súng đó là M79 nha anh em. Ok, lại tiếp tục quay thôi.
Bây giờ nó bắt mình tích lũy đủ 6 mảnh áo nữa thì anh em mới có thể là nhận được cái skin MP40 này nha anh em. Và đây nó là skin MP40 cơ khí nha các bạn ơi. Ui kiếm mảnh áo thì khó khăn thật sự luôn. Khi mình hiện tại thì kẹo mới chỉ có cho mình đó là 2 mảnh áo nha các bạn ơi. Toàn trúng quần là nhiều thôi các bạn ơi. Kiếm áo khó khăn quá đi à. Ok, cố lên nào anh em. Và kẹo đang có cho mình đó là 3 mảnh áo này. Tiếp tục thôi anh em ơi. Ui, vẫn chưa trúng nữa cả. Tiếp tục quẩy thế nào các bạn ơi. Ok, 4 mảnh áo rồi. Còn 2 mảnh nữa mà thôi anh em ơi. Ui, 5 mảnh áo rồi các bạn ơi. Hình như là thêm một lần quay nữa nhé. Ok, 6 mảnh áo. Nhận luôn nào anh em. Yes, và đã có được MP40 cơ khí nha các bạn ơi. Ok, ui. Thế là từ nãy giật kẹo đã khô máu và tiêu hết được 20.000 kim cương rồi anh em ơi. Và chỉ còn lại có 453 kim cương thôi à. Video này thì kẹo sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.